cập nhật phiên bản mới kỷ nguyên tốc độ, xe đua 2.0 nano thiết vô hạn, nâng cấp thay đổi đồ họa của các nhánh đơn xe để tăng tính trải nghiệm cho racer, kế hoạch vô hạn, đua tiếp sức xếp hạng. Nếu bạn đạt hạng vàng trở lên sẽ có cơ hội chạm trán với hình bóng của bốn vị thần xe đua. Xe ECU mùa 3 với tên gọi lỗi lượng tử, tính năng mới, bộ sưu tập xe đua được trưng bày trực tiếp tại đại sảnh. Đến với mùa giải mới F16, thử thách ảo cảnh, bạn đã sẵn sàng trải nghiệm phiên bản cập nhật mới kỷ nguyên tốc độ chính thức ra mắt. Zenfit Mobile, tốc độ bộc lộ kỹ năng.